Chào tất cả các bạn, chào tất cả các anh chị em nhé, mà nhìn Nisa nhá. Cái phone của mình để xuống dưới là nó mình phone là phone đèo. Phone toàn đi ăn ăn sái lại của mấy đứa con thôi, không mình chưa mua cái phone, bỏ mua cái phone mới mà nó đang lockdown. Thực ra là cần phải đưa quân đội vào giúp dân. Mình đọc không kịp, nó cứ trôi xuống thôi. Giọng là từ xin chào mọi người. Ôi. Đúng không mọi người, cứ thử nghĩ xem cái giọng nói mỗi một vùng miền nó có một cái đặc biệt để cho chúng ta biết được cái người này từ nơi nào vào, người kia từ ở đâu tới. Nó chỉ có đơn giản như vậy thôi, nhưng mà cái bọn ba que sỏ lá nó ngu lắm. Nó sống cái thời đại bây giờ rồi nhưng mà nó vẫn, cái đầu óc của nó vẫn đè về trước năm 75 ấy. Nó vẫn chưa tỉnh. Đúng không? Nó cứ tưởng như thế là hay lắm. Nhưng mà chính là nó nói cái đấy là nó thể hiện cho chúng nó là mới là một sự ngu dốt. Còn á, mình thấy mấy cái người ở bên hải ngoại này nhìn thấy bộ đội đi vào giúp dân ấy, thì chúng nó nói là cái gì, sắp sửa có đảo tránh rồi cái này cái kia. Người bộ đội Việt Nam ấy từ xưa đến nay người ta luôn luôn sống với dân và gần gũi với người dân. Những cái bộ đội ấy là ai, là con em của những cái người Việt Nam chứ đâu phải con em của ba que đâu hả. Đâu có phải là từ nơi nào điều vào đó, tất cả người Việt Nam đều phải đi nghĩa vụ quân sự. Là con em của người ta, chúng mày bôi bác những người công an, những người bộ đội ấy. Chúng mày là một cái sự ngu dốt, chính trị không phải như vậy, đúng không? Chính trị làm sao người ta phải làm cho mình, làm sao mình người ta nhìn thấy mình là một cái người trí thức, mình là một cái người hiểu biết thì người ta mới phục mình chứ. Mẹ suốt ngày lên đây chửi bậy chửi bạ xong bắt đầu xuyên tạc linh tinh, thế ai, người dân nào người ta tin tưởng vào chúng mày. Xin chào mọi, chào người đẹp, chào Quyên Nguyễn, chào tất cả mọi người nhé, đúng không? Rồi tuyên truyền ở bên Tây họ cho nhiều tiền lắm. Tiền ở đâu ra này để cho mọi người. Rồi ở bên bên Tây á, đi khám bệnh, đi bác sĩ là không mất tiền. Tiền ở đâu ra vậy? Những cái ông bà bác sĩ ông ấy làm miễn phí à? Ông làm từ thiện à? Những cái người bác sĩ đấy, mỗi một người bệnh nhân đến khám bệnh nó quẹt một cái. Đúng, ở bên Úc này, những người đi khám bệnh là không mất tiền. Y tế không mất tiền. Nếu mà mình cần cái dịch vụ nó tốt hơn thì mình đi tư nhân. Tư nhân á, mà hoặc là những cái bệnh mà bác sĩ chuyên nghiệp, chuyên gia đó thì phải mất 200 một lần đi đến gặp mặt người ta. Không cần biết là anh ăn thất nghiệp hay là không thất nghiệp, cứ đến gặp cái ông bác sĩ chuyên gia đó là phải mất 200 một lần gặp nhá. Không có miễn phí gì đâu. Còn những người đi đến bác sĩ không mất tiền. Ok. Thế bác sĩ người ta làm từ thiện à? Hả? Bác sĩ lấy tiền lương đâu ra? Người ta mở một cái văn phòng, cái phòng mạch ra để người ta khám bệnh ấy. Người ta lấy cái gì người ta hốc? Miễn phí á? Hả? Cái tiền y tế nó ở đâu ra? Từ thuốc men rồi từ thuế của những cái người người ta làm, ví dụ bác sĩ lương của họ rất cao, cái thu nhập của họ rất cao thì họ phải đóng thuế rất là cao đó. Chính phủ nó chỉ ngồi nó suy nghĩ ra cách để nó lấy thuế thôi. Còn những cái thành phần mà được ăn trợ cấp ấy, nó nhỏ xíu như thế này này đó. Còn những cái người người ta đi làm người ta đóng thuế nó mới là nhiều đó. Còn ở Việt Nam á, tại sao mà chính quyền không cho nhiều người không được cái trợ cấp?
Bởi vì khi mình bình thường mình có đóng đồng thuế mẹ nào đâu mà mình đòi hỏi. Mà cái mà mình thấy cũng hay, Việt Nam á cũng may mà không phải đóng thuế như bên này, cái thời điểm này. Nếu mà đóng thuế như bên này á thì thử hỏi người dân Việt Nam có để im cho chính quyền người ta là người ta không cho không? Cái người về dân Việt Nam mình không có hiền đâu, bỏ một cân sắt thì phải lấy lại một cân đinh, đúng không? Đừng có nói cái vụ mà tao đóng thuế mà lại đến cái lúc tao hoạn nạn mà lại không không giúp tao thì ôi trời ơi, người Việt Nam đừng có cái vụ đấy. Dân Việt Nam không có hiền và không có ngu. Đó, cái bọn ba que xỏ lá chúng mày, ngay như bản thân chúng mày sống ở bên hải ngoại đây, người Việt với nhau cũng thằng mẹ nào cũng ăn trợ cấp hết, nhưng mà lại cứ chửi nhau mày ăn bám. Đó. Đó, chỉ có là ăn của chính phủ này, nhưng mà thằng nọ chửi thằng kia là ăn bám. Đó, ở cái đất này không có cái gì for free hết, không có cái gì miễn phí hết, ok. Ngày hôm nay nó ăn trợ cấp, ngày mai nó về á trả lại, chứ không có cái gì miễn phí cả. Ví dụ một thằng ăn trợ cấp mà chỉ có ăn trợ cấp không thôi á thì làm sao mà đủ được. Hoặc là những cái người mà ví dụ như còn sức khỏe, còn lao động mà đi ăn trợ cấp, nó chỉ cho vừa đủ ăn thôi. Rồi ngày nào nó cũng nôi lên, nó phỏng vấn: mày đi làm chưa, mày đi tìm việc làm chưa, phải tìm bao nhiêu cái việc làm, công ăn việc làm nó mới cho ăn trợ cấp. Đó, rồi khi ăn trợ cấp á, không đi ra ngân hàng, không vay được cái gì, không có ai cho mình vay tiền để mình mua cái nhà cái cửa ở, mà suốt đời chỉ có nghèo khổ thôi. Có hơn 2.000 đồng mà trong ngân hàng ấy là nó cắt con mẹ nó trợ cấp rồi, đúng không ba que? Cho nên đừng có nói ở bên này miễn phí, bên này á nó chẳng khác gì nó nuôi cái người dân mình. Các bạn cứ hình dung ra khi mình nuôi một con lợn để mình bán lấy tiền thì mình phải làm sao? Mình phải phục vụ cho nó, mình phải tắm rửa cho con lợn, rồi băm cám, rồi nấu cám, rồi lo lắng cho nó, rồi nó ốm đau phải tiêm thuốc cho nó, rồi này kia các thứ, thì nó mới sống, nó mới khỏe, nó mới béo tốt, để đến khi mà nó lớn lên rồi ấy mình mới bán mới có tiền được. Mình cảm giác con người ở bên này cũng giống như vậy thôi. Thì đương nhiên cái chính quyền này nó muốn người dân người ta đóng thuế cho nó thì phải phục vụ cho người dân cho nó tốt, thì người ta mới đi làm, người ta mới có tiền, người ta mới mới đóng thuế cho nhà nước chứ, hiểu không? Chứ còn ở Việt Nam mẹ vừa mọc lên một cái sĩ nghiệp, một cái làm được cái gì, một cái là nó sâu đầu vào, bắt đầu nó làm đủ cho người ta, nào là con ruồi chui vào trong cái nước ngọt, rồi là người ta lập lên một cái cơ xưởng, người ta làm cái xe thì chúng nó lên chúng nó nói là xe này bị thế này, xe kia bị cái kia, nó bôi bác cái công nghệ của người ta, thì làm sao người dân có thể nào mà ổn định được cuộc sống, đúng không? Đó, mình không không nói những cái chuyện ở Việt Nam. Việt Nam có người Việt Nam người ta no rồi, còn những cái thằng bác que xỏ lá ở bên này ấy, chúng mày mở mồm á, chúng mày nói gì tao chửi chết cha chúng mày. Những kẻ chống đối chính quyền nhân dân hầu như họ biếng làm biếng lao động, chỉ luôn có tư tưởng ăn bám xã hội, có tí gì là lợi dụng xin tiền người thân người nước ngoài. Chính xác là vậy. Nhiều người người ta sống người ta dựa mới lại rất là khoe khoang, đúng không? Ở bên này cuộc sống không có dễ rồi. Bên này mà không biết no, không biết này kia các thứ, ra đứng đường bất cứ lúc nào. Đó. Tại sao á? Bọn này nó cười to quá. Mày biết mày biết mày khó khăn mà.
Cái gì kêu gọi tẩy chay oxy và những thứ do vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng tài trợ nhà nước nữa kìa đó. Các bạn, những cái người mình muốn gửi vài lời với những cái người ở Việt Nam ấy này này. Nếu mà chúng ta mà cứ đi theo nghe theo cái bọn hải ngoại chống phá Việt Nam đó, là chê bai những cái cơ xưởng, những cái công ăn việc làm, những cái gì người ta, hàng hóa người ta làm ở Việt Nam, thì các bạn đang đổ chính cái nồi cơm của các bạn đi, đúng không? Những cái người chủ ở Việt Nam, những cái người mở nhà hàng hay mở tiệm ăn, mở bất cứ một cái gì buôn bán, mình muốn gì? Mình muốn cho những cái người kia, người ta có tiền để người ta đến, người ta mua đồ của mình. Mình bán hàng thì mình phải mong người ta đến mua, đúng không? Người ta muốn đến mua thì người ta phải có tiền. Thì các bạn phải mong làm sao để cho người ta giàu có. Người ta phải có tiền để người ta đến, người ta mua đồ của mình. Bây giờ mình mở ra một cái hàng bánh cuốn mình bán thôi. Người ta nghèo, người ta không có tiền, người ta cứ đi về nhà, người ta nấu cơm, người ta ăn. Thì làm sao mà người ta có tiền để người ta ra, người ta mua bánh cuốn của các ông, các bà để người ta ăn. Thì tại sao mình không mong cho cái đất nước của mình đó nó giàu có lên, đúng không? Những cái gì, cái cơ sở người ta mở ra đấy, mình mong cho người ta làm ăn thành đạt đi. Đừng có nghĩ là người ta sụp đổ, người ta bị thất nghiệp là mình sung sướng, đúng không? Cho dù mình có nhiều tiền đấy, nhưng rồi ăn nhiều nó sẽ hết. Mình làm ăn buôn bán, mình muốn phát đạt, thì mình phải mong cho những người khác người ta có tiền để người ta đến, người ta mua đồ của mình chứ. Cái đó là một cái rất là bình thường để cho mình hiểu được cái chuyện đó. Tại sao không hiểu? Còn mình nói thật chứ, ở Việt Nam á, rất là hay một cái là người dân Việt Nam á, người ta không đóng thuế như bên này. Người ta mà đóng thuế như bên này á, bây giờ không biết là chính quyền có đứng vững được không? Đúng không? Tại vì cái người Việt Nam mình á, như vừa nãy mình nói, một cân sắt phải làm ra được một cân đinh. Đôi khi phải trộn thêm cái gì vào nữa để cho nó ra một cân hai đinh. Đúng không? Cho nên khi người ta một đóng một đồng thuế ra thì người ta phải đòi hỏi lại. Thế chính quyền không biết bây giờ chạy đi đâu nữa. Bởi vì người dân người ta làm bao nhiêu người ta đút hết vào trong túi người ta rồi. Cho nên đến khi bây giờ hoạn nạn kêu ai? Hả? Ví dụ những cái người mà người ta làm công nhân nhà nước ấy, thì có nhà nước người ta giúp rồi, cái những cái thành phần đó khỏi nói rồi. Nhưng mà những cái thành phần buôn bán tự do đấy, các lúc các ông các bà buôn bán được, các ông các bà có đẻ ra được đồng nào không? Đó, nói ngay như mà trong gia đình thôi. Nếu mà một cái gia đình mà không biết thu xếp, mà không biết toàn no toan thì làm sao đến cái lúc khó khăn mình có thể mình bỏ ra. Sorry. Ôi giời ơi, đang trông thằng cháu các bạn. Cũng như ở bên này thôi mọi người. Bây giờ những cái người mình đừng có nghĩ là mình sống, mình làm có nhiều tiền bây giờ, mình thấy người ta mày nghèo, mày không có tiền, tội nghiệp mày, ok, mình mong cho người ta, mình cảm thấy mình tự hào tại vì mình có tiền, có của mình để dành. Không phải như vậy. Cuộc sống như mình đã nói rồi, người này dựa vào người kia để sống, đúng không? Đừng có nghĩ là mình cho ai cái gì hay là như thế nào ấy. Cái bọn ở bên này nó nói là vaccine người Việt Nam, Mỹ nó cung cấp, nó cho miễn phí Việt Nam. Thằng Mỹ nó bỏ ra một đồng á, nó phải lấy lại mấy đồng. Nó không bao giờ nó cho miễn phí ai cái gì đâu. Ok. Bây giờ bên Mỹ kia, ở bên đây này, đang biểu tình chống lại vaccine, không chịu tiêm vaccine. Tại sao nó làm ra vaccine mà người dân lại không tin, lại không tiêm? Đó. Bây giờ vaccine đâu có phải là nó sản xuất ra nó có thời hạn, hiểu không? Đất nước của nó không tiêm, bây giờ nó đưa ra, nó
bố thí cho xong rồi cứ tưởng là sướng lắm, không có cái gì miễn phí, không có gì hay hết. Doanh nghiệp còn tạo việc làm cho người lao động chị ạ. À, đúng rồi, thì bây giờ cứ đi đánh phá những cái người người ta làm ăn ở Việt Nam đấy, thì chính là mình đánh phá chính bản thân mình thôi. Mình tưởng rằng người ta chết không ảnh hưởng đến mình, cái điều đó rất là nhầm lẫn đó. Bây giờ ví dụ như ở Úc này, ở chỗ nào đấy nó cháy nhà cháy cửa hay là cái gì ấy, cháy rừng, mình nghĩ ồ nó chưa cháy đến nhà mình không có no, nhưng mà những thứ khác nó ảnh hưởng đến mình đó. Bây giờ những cái công ty bảo hiểm ấy nó bồi thường quá nhiều, nó khai phá sản đó, khai phá sản để những cái người kia người ta mất nhà mất cửa rồi người ta lại đi ăn xin chính phủ rồi người ta vô gia cư rồi này kia các thứ, rồi lại ảnh hưởng đến kinh tế đó, của cả nước này, thì đương nhiên nó phải ảnh hưởng đến mình rồi, chứ đừng có nghĩ là mình có tiền rồi mình không có sao đâu. Tất cả mọi người người này phải dựa vào người kia để sống. Cái người buôn bán xôi ấy thì phải cần có người đến mua, mà cái người đến mua thì phải có tiền, có tiền là phải đi làm thì phải có công ăn việc làm để làm. Thế có phải là tất cả những cái mấu xích nó phải liên quan đến nhau không, đúng không? Chứ đừng có nghĩ là ô tao giàu hơn mày á, mày này kia các thứ, đừng có coi thường những cái người người mà người ta không có tiền hay là cái gì. Người ta không có tiền đôi khi người ta cũng đến người ta mua cho mình cái gì đó, đó mình bán tạp hóa chẳng hạn. Sorry cả nhà nhé, bà nữ tướng gì, bà nữ tướng của cộng sản nặn hơi nâu được rồi đấy, nay mới thấy xuất hiện để thanh quốc một mình chiến. Mình lâu lâu có cái gì nó nóng bỏng một tí thì mình mới nói, mình nói nhiều quãng chẳng biết nói cái gì các bạn biết không. Cái gì những năm 80 ngày đi làm cật lực cũng chỉ kiếm được tiền mua 2 hoặc 3 cân gạo, mới thấy lúc này tuy khó khăn nhưng vẫn còn dễ thở lắm. Đúng rồi, mọi người biết không, cái thời ngày xưa đi bắn phá ăn bữa hôm nay no bữa ngày mai, đúng không? Nó khổ như thế nào mà còn bom đạn nữa, mà người ta người miền Bắc cái ngày xưa phải vừa đi cầm súng xong rồi vừa đi cày cấy để tiếp tế cho miền Nam nhá. Đừng có nói là người miền Bắc không có tiếp tế hay là không có phục vụ cho đất nước hay là không có giúp đỡ ai, đừng có nói như vậy nhá. Người miền Bắc người ta sống hơi bị thực tế đấy nhá, cứ cứ phân biệt vùng này vùng kia, và mọi những cái người mà khổ đấy đừng có bao giờ trách móc bất cứ ai là tại sao không giúp tôi này kia các thứ. Những cái người người ta giàu có hay là người ta có tiền, người ta không có trách nhiệm phải tốt với các ông các bà nhé. Tốt với các ông các bà là cũng phải do chính cả bản thân của các ông các bà, những cái người đó sống như thế nào để cho người ta thương mình, chứ không phải cứ ngồi đấy mà trách người này người kia. Tại sao tôi nghèo thế này không giúp tôi, hay là những cái thằng mới cầm cái phone lên xong mày đi nói là ô người cái ông như như vừa nãy mình xem một cái clip của con bé nào á, nó đưa lên nó nói là cái chỗ mà cho mướn nhà mà cái gì mùa dịch này mà không có tiền đóng là đuổi người ta đi đấy. Mình không có quyền trách mấy người chủ đó, mấy cái người chủ đó người ta thích cho hay là không cho đấy là cái quyền của người ta. Nhưng các bạn có hiểu được cái người càng có tiền đấy người ta càng càng không có tiền không, có hiểu ấy cô em? Tại vì cái người chủ ấy, người ta đầu tư, người ta mua hết nhà, hết cửa, người ta đi cho mướn này kia các thứ. Người ta cũng mong có cái thu nhập để người ta đóng vào những cái thứ khác.
chứ không phải là mình thấy người ta có nhiều tiền, người ta cho mướn nhà là người ta giàu có, là lúc nào người ta cũng có một đống tiền ở đấy để người ta cho mình. Trước tiên làm cái clip như vậy thì mình hãy làm một cái clip đến nói khó khăn với lại cái người chủ đó. Bây giờ chúng tôi rất là khổ, bây giờ đi làm thì không có công ăn việc làm, thì tạm thời cho chúng tôi khất hay là như thế nào đi. Đi đêm đến để nói khó khăn với người ta, đây đưa người ta lên xong chửi người ta không tốt. Không có ai có trách nhiệm phải tốt với mình hết, kể cả bố mẹ mình, kể cả những cái đứa con mình. Sorry, nói nhầm, bố mẹ đẻ ra con phải có trách nhiệm với con, nhưng con á, mình cũng không bắt được nó phải có trách nhiệm với mình. Nên nhớ là như vậy. Mẹ cứ ngồi đấy xong rồi trách người này, trách người kia. Người ta giàu người ta phải bỏ tiền, bỏ đầu óc này, sức lực này, trí tuệ của người ta ra để người ta làm giàu, chứ không phải tự nhiên người ta ngồi đấy người ta kêu trời kêu đất nên xong tiền nó rơi vào nhà người ta đâu. Đúng không? Nói cho các bạn biết, thời xưa mình còn nhỏ ấy, gia đình mình rất là nghèo, nghèo lắm, không 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 phải cái thời đấy thì ai cũng nghèo rồi, cũng phải ăn bữa sáng no bữa tối, bố mẹ ăn bữa sáng no bữa tối, nhưng mà mình chưa đến mức độ nào gọi là đói lắm đó. Đại khái là mình không có những cái thứ ngon như người ta để mình ăn thôi. Nhưng mà cô chú mình, bác mình thì gia đình rất là khá, người ta cũng phải đi làm công nhân nhưng mà người ta khá hơn nhà mình. Nhưng nói cho các bạn biết là tuy rằng nhà mình nghèo nhưng mình đến thăm cô hay là thăm gì á, cô nói đi nấu cơm đi, đi nấu cơm xong rồi mình nấu xong rồi mình để đấy mình đi mất. Đến bây giờ mấy chục năm sau, mấy cái thằng em mình á, cô chỉ có hai thằng thằng con trai thôi, không có con gái. Thế là nó bảo chứ, về Việt Nam chơi nó bảo chứ bà này ngày xưa đến nhà nấu cơm cứ nấu xong rồi cứ biến mất thôi, không thấy mặt bà ấy đâu hết. Thì cái thời gian đó mình bé lắm, khoảng 11, 12 tuổi ấy. 10, 11, 12 tuổi đấy, nhà mình nghèo lắm. Thế nhưng xong rồi mình cứ đi về như thế thì không ai hiểu được là tại sao như thế. Nhưng mà sao bây giờ mình mới nói là, về sau mình nói cho chúng nó biết là tại vì cái thời đó mình tự trọng. Mình không có thích đến nhà cô chú mình ăn. Ăn rồi người ta lại cho mình là nghèo, rồi đi đến đấy chơi chỉ vì miếng ăn. Đó, đó là cái bản chất của cái người mình là như thế. Tuy rằng là mình nghèo nhưng mình không để cho người ta khinh mình, kể cả cô. Mình nghĩ rằng cô chú bác mình không nghĩ như vậy, nhưng mà bản thân mình không cho phép mình để cho người khác coi thường, hiểu không? Mình nghĩ là cũng rất là nhiều người cũng sẽ nghĩ, suy nghĩ như vậy, chứ không phải là riêng, hoặc là sang đây cũng thế. Mình thấy nhiều người những cái cảnh mà đi phát phát bữa cơm xong rồi đứng xếp hàng, xong rồi chủ tiệm nó nói mỗi người chỉ được một phần thôi nhá, ở đây nhá, ở Mỹ đó. Nói thật cho các bạn biết đó, ở bên này có đói ăn không mà phải đi làm như thế hả? Phải bán cái danh dự của mình đi mà xếp hàng để lấy một phần cơm ăn đó. Hoàng Kiều ông bữa ông nói phát đồ miễn phí ở cái lái xe xếp hàng hàng bao nhiêu lâu để đi lấy một phần quà. Mọi người nghĩ xem, đấy là sống ở hải ngoại đấy. Thì các người ở hải ngoại ấy, đừng có cười những cái người ở Việt Nam nhá. Người Việt Nam người ta nghèo, ok, người ta không có ăn, người ta đói quá, người ta đi, người ta xếp hàng để người ta lấy một bữa cơm ăn. Mình không cười những cái người mà người ta nghèo. Nhưng mà những cái thằng mà ở Mỹ hoặc là ở bất cứ nơi đâu bên này,
luôn mồm nói bên này cái gì chính phủ nó lo cho này kia các thứ, tại sao phải đi xếp hàng để lấy một phần cơm ăn hả? À, chúng mày đói như thế à? Có thật sự chúng mày đói như thế không? Hãy nhìn lại cái bản thân của chúng mày ở sống ở bên đấy đi, đừng có cười người ta đó. Rồi nói ở miền Nam ấy, lo cái gì người dân Nam người hào phóng, người người dân Bắc ấy không thấy từ thiện rồi này kia các thứ. Đó. Xong rồi khi mà người ta mang đồ người ta phát cho người dân ấy, thì là cầm máy quay nói người ta diễn. Nó không quay lên thì chúng mày lại bảo là sao không làm cái gì cho người dân, không giúp cho người dân. Quay lên thì chúng mày lại bảo là ô cộng sản diễn đấy, hay là thế này thế kia. Đó. Vừa phải thôi. Suốt ngày ngồi bên này xuyên tạc quá, xuyên tạc quá. Sao? Cái phone này cứ dựa vào đây là nó không đọc được cái gì hết. Càng giàu càng bí tiền, càng giàu càng vất vả, chính thức là như vậy. Nói đơn giản thôi, cái người giàu người ta ở một cái nhà rất là to thì người ta phải lo, người ta chăm sóc cái gia đình, cái nhà đấy, mẹ riêng cái rửa cái gì nhỉ, dọn dẹp thôi cũng đã chết bỏ mẹ rồi chứ đừng nói. Ví dụ vậy đi, người ta nhiều nhiều tiền, người ta phải thuê, phải bỏ tiền ra để mướn người về, thuê người về để dọn dẹp nhà cửa, người ta không phải bỏ tiền ra. Cái gì nó cũng có cái giá của nó thôi mọi người. À, cái này nó chắc mình phải đổi phone quá. Hôm qua thằng con nó vừa cho cái phone, tính thì mua phone mới nhưng mà nó lockdown, nó đóng cửa. Bây giờ nhá, mình nói cho các bạn nghe cái cách của người giàu. Cái người giàu ấy, người ta luôn luôn có cái đầu óc muốn làm giàu. Muốn làm giàu thì phải đầu tư, đúng không? Phải tiết kiệm. Trước tiên là người ta phải có cái tính cần kiệm, chịu khó đã thì người ta mới làm giàu được, đúng không? Có nhiều loại người, có cái người người ta làm giàu vì người ta có gan ăn cắp thì người ta có gan làm giàu, đó là những cái thành phần đấy, làm giàu nhanh. Còn cái người người ta làm giàu từ hai bàn tay trắng người ta lên đó thì người ta rất là chịu khó, thích đầu tư. Thì người ta đầu tư lúc nào cái đầu óc của người ta cũng muốn giàu nữa, giàu thêm lên. Lúc nào cái đầu óc người ta cũng phải suy nghĩ. Mà muốn làm giàu thì người ta phải có tiền. Có tiền thì người ta phải đi làm. Đi làm thì người ta phải phải vất vả, phải tiết kiệm thì người ta mới giàu được. Thế đến khi người ta có tiền rồi, người ta đầu tư chỗ này một cái. Ví dụ như là đầu tư nhà đất chẳng hạn. Đầu tư cái chỗ này một cái, đầu tư cái chỗ kia một cái, đầu tư ví dụ mua 10 cái phòng trọ đi, đúng không? Ở bên này, mình không biết ở Việt Nam bây giờ như thế nào, ở bên này vay tiền ngân hàng, mua 10 cái nhà để cho thuê đi. Mình nói như thế cho các bạn dễ hiểu. Bây giờ 10 cái nhà cho thuê, người ta sẽ nghĩ là, ồ, mình cho thuê cái nhà này, thì cái nhà này, cái người thuê người ta sẽ trả tiền cho ngân hàng. Thế người ta lại đầu tư cái khác. Đầu tư cái khác thì người ta lại cho thuê đi. Xong rồi 10 cái nhà đấy cho thuê, rồi 10 cái nhà đấy người ta rất là giàu, đúng không? Người ta có hàng hàng tỷ để người ta mua 10 cái nhà đấy chẳng hạn như vậy. Nhưng người ta phải trả nợ ngân hàng. Rồi đến cái tháng này á, cái người người ta mướn nhà đấy, người ta không trả kịp, không có trả tiền kịp. Thế là lại chỗ này đập vào chỗ kia đập vào chỗ này, xong rồi nó cứ loạn hết cả lên. 10 cái nhà nó cứ chạy vòng quanh thế này này. Cái nhà này đập sang cái nhà này, cái nhà kia đập sang cái tiền kia. Cuối cùng ngân hàng thiếu tiền, xong bắt đầu đi vay, tìm vay cái người này, vay cái người kia. Loạn xì ngầu lên. Đó, đó là cái cách sống của người giàu. Người giàu người ta phải vất vả như vậy. Người ta không vất vả về chân tay, người ta phải vất vả về đầu óc. Mà cái
cuộc sống mà vất vả với cái đầu óc ấy nó còn khổ hơn là vất vả với chân tay ấy. Nói cho các bạn nghe là như vậy. Mình suy nghĩ rồi mình áp lực rồi á, cáu gắt rồi á, cuộc sống trong gia đình không có hạnh phúc đó. Tại vì người ta phải suy nghĩ nhiều quá rồi, cái nhà này hôm nay cái thằng này nó trả tiền chưa, ngày mai cái nhà này nó trả tiền chưa, rồi ngân hàng nó đòi tiền rồi, tiền này tiền kia rồi, cái nhà này nó lại bỏ, ôi cái cửa nó bị vỡ, cái ống nước nó bị vỡ, lại đóng tiền này tiền kia, tiền bảo hiểm, đủ các thứ trên cái cõi đời này, các bạn hình dung được không? Đó. Mình nhìn ở bên ngoài mình thấy ôi dồi ôi, cái con bé này nó nhiều nhà thế, nó là hàng chục căn nhà này, nó sướng lắm, nhiều tiền lắm. Nhưng mà đôi khi á, tiền đi ra mua một cái bánh mì cũng không có tiền để mà mua nữa. Tại vì cái tiền đó họ nằm hết ở trong những cái nhà đó rồi, đúng không? Bây giờ lúc nào cũng con người cũng túng quẫn hết, mặc dù là tài sản rất là lớn. Nhưng mà con người họ sống lúc nào cũng túng quẫn, lúc nào cũng phải tiết kiệm. Đó, đừng có nghĩ những cái người có tài sản nhiều là họ sung sướng, họ không sướng đâu. Đó. Sau này á, họ về già họ có thể họ bán đi, họ nhiều tiền. Tại sao mà mình sống đến ngày hôm nay mình luôn luôn mình để cho mình cái đầu óc nó thoải mái? Mình sống mình có cái mức độ mình biết được mình nhấc được bao nhiêu cân, mình gánh được bao nhiêu cân, mình gánh tương đấy thôi. Mình luôn luôn phải có cái gì để mình phòng thủ. Không phải mình có 10 đồng nữa, mình bỏ hết 10 đồng ra để mình đầu tư. Rồi đến lúc đó, gặp cái hoạn nạn như cái thời điểm này, lấy cái gì mà ăn. Đó. Con người sống luôn luôn nó phải biết tính toán, phải biết làm sao để cho cái cuộc sống mình nó nhẹ nhàng đi. Đó. Ai mà không muốn giàu. Đó. Cho nhiều người á, đừng có nhìn vào những người giàu xong chửi người ta không có lòng nhân đạo, không có này kia. Mình nhìn người ta giàu nhưng mà những cái đằng sau đấy mình đâu có nhìn thấy đâu. Đó. Nói đơn giản bây giờ mình làm một ông chủ. Ông chủ cứ nghĩ là chủ là nhiều tiền. Nhưng mà tại vì những người chủ người ta luôn luôn người ta thích làm ăn, người ta thích làm giàu. Cho nên luôn luôn người ta phải đi tìm cách để người ta đầu tư chỗ này chỗ kia. Tiền người ta bỏ, người ta không bao giờ người ta có một đống tiền để người ta để đấy cả. Người ta luôn dùng cái đồng tiền đấy để người ta đẻ ra tiền. Cho nên cái đầu óc của người ta lúc nào cũng phải làm việc. Nhiều khi mình cứ nghĩ là chủ nào phải có nhiều tiền, chưa chắc đâu, không phải đâu. Chẳng hạn như cái người thích đầu tư, thích làm ăn á, bây giờ mình có mấy trăm ngàn trong ngân hàng. Mình đâu có thể để mấy trăm ngàn ấy, nó cứ ngồi nó mấy trăm ngàn nó trong ngân hàng nó ngồi nó nhìn mình đâu. Mình phải nghĩ đến cách nào lấy mấy trăm ngàn đấy mình phải làm sao để mình đẻ được ra mấy trăm ngàn khác. Cho nên mình phải lấy mấy trăm ngàn đó đi ra ngoài để mình đầu tư cái này, mình buôn bán, mình làm ăn, làm này làm kia. Đúng không? Thì làm cái gì đôi khi nó cũng phải gặp cái trở ngại hết. Chẳng hạn như cái thời kỳ bây giờ chẳng hạn thì làm sao? Nếu ví dụ như là những cái ông bà bây giờ đang ăn vừa ăn trợ cấp đi làm tiền mặt, cái thời điểm mình kiếm được tiền ấy, thì mình sẽ nghĩ đến là mua nhà, mua xe đẹp để oai mấy đời, mua nhà mua này kia các thứ để cho mình có những oai mấy đời chẳng hạn. Thì đến cái lúc này này là những cái lúc mà những cái người đấy gặp hoạn nạn này. Tại khi mình ăn thất nghiệp thì thất nghiệp chính phủ nó chỉ cho mình cái tiền thất nghiệp thôi, còn mình đi làm thêm được, kiếm thêm được tiền đấy thì cái tiền đấy mình không khai với chính phủ. Thì đến khi mà đến cái thời điểm này mình gặp hoạn nạn gì đấy thì chính phủ nó cũng giúp cho mình cái
cái chỗ đó nó chỉ giúp cho mình cái tiền thất nghiệp từ xưa đến nay thôi.